Bản tin COVID-19 ngày 8 tháng 6, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 913 ca nhiễm mới. Tại 43 tỉnh, thành phố có 716 ca trong cộng đồng. Hà Nội có số F0 thấp kỷ lục. Cụ thể, Hà Nội 187, Yên Bái 67, Bắc Ninh 57, Nghệ An 49, Đà Nẵng 38, Lào Cai 35, Phú Thọ 35, Vĩnh Phúc 33, Quảng Ninh 27, Quảng Bình 27, Thành phố Hồ Chí Minh 26, Bắc Cạn 24, Hà Giang 23, Thái Nguyên 23, Hải Dương 22, Tuyên Quang 21, Nam Định 19, Hưng Yên 17, Thái Bình 16, Hà Nam 14, Lạng Sơn 13, Hà Tĩnh 13, Quảng Trị 12, Sơn La 11, Ninh Bình 10, Lâm Đồng 10, Hòa Bình 9, Bình Phước 8, Thanh Hóa 8, Thừa Thiên Huế 7, Bình Dương 7, Bà Rịa Vũng Tàu 6, Lai Châu 6, Cao Bằng 6, Quảng Ngãi 6, Gia Lai 5, Tây Ninh 4, Bắc Giang 3, Điện Biên 3, Bình Định 2, Khánh Hòa 2, Bình Thuận 1, Đồng Nai 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng giảm 42, Phú Thọ giảm 20, Hòa Bình giảm 19. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh tăng 26, Quảng Bình tăng 11, Hà Giang tăng 11. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.727.918 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 108.333 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.727.918 ca, trong đó có 9.528.836 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Kênh sẽ cập nhật tin mới nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn theo dõi và nhấn chuông để cập nhật video mới.